Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mặt đồng hồ hiển thị trên led 7 đoạn. Thì ở đây, khối RTC mình sẽ sử dụng con DS1302. Thì cái con này trong những ngày đầu tập tành lập trình về cái đồng hồ này thì mình sử dụng cái con 1302 này. Thì tuy nhiên, mình thấy là nó khá là khó khăn trong việc tìm kiếm cái con này để chúng ta làm mặt. Đó, cho nên thì sau này mình có chuyển qua cái con DS1307. Đó, thì con này các bạn ra ngoài quán, ngoài tiệm hoặc ra chợ Nhật Tảo thì mình thấy họ bán rất là nhiều. Chúng ta có thể tìm kiếm nó dễ dàng hơn so với con DS1302 này. Đó. Thì về hai con này thì phần cứng và cót thì nó cũng không khác nhau cho lắm. Thì hiện tại bên mình cung cấp cả hai cái mặt này, hai cái mặt đồng hồ sử dụng con DS1302 hoặc là 1307. Tuy nhiên thì cái 1302 này thì bên mình thì cái con này cũng sắp hết rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử trên Rotus cho các bạn xem cái chức năng của cái mặt này. Đó. Rồi chạy. Đó, thì trong lần đầu tiên chúng ta chạy á thì ở trên đây này, trên máy tính thì nó sẽ tự động lấy cái giờ của hệ thống luôn. Đó, vô đây luôn. Tuy nhiên đôi khi mà thực tế các bạn làm mặt ấy, trong lần đầu tiên các bạn chạy cho cái mặt hoạt động á thì nó sẽ không có những cái giá trị này, hoặc là có nhưng mà sai. Đó, thì chúng ta sẽ phải cài đặt các cái giá trị như là giờ, phút cho cái mặt trong lần chạy đầu tiên. Thì để cài đặt nó, các bạn nhấn nút set này, set xịt ok. Đó là hai chức năng, setting và ok. Thì khi nhấn nút set này, nó hiển thị giá trị setting cho chúng ta cài đặt. Thì ở đây hai con này là giờ và hai con này là phút. Đó, thì đây nút giờ này và nút phút. Nút này thì cũng có hai chức năng, và cài đặt phút và xem giây. Đó, thì mình sẽ giới thiệu lần lượt từng chức năng một. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt giờ cho mặt. Các bạn cũng có thể nhấp từng cái, hoặc là chúng ta nhấn và giữ luôn, nó tự động nó chạy. Ví dụ 12 giờ đi, giờ phút. Tương tự như nút giờ thì chúng ta cũng thể nhấn từng cái hoặc là nhấn và giữ luôn. Rồi, ví dụ như là ở đây mình cài là 12:10. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn nút set ok lần nữa. Thì lúc này cái nút này nó sẽ là chức năng là ok đó. Đó, lúc này đồng hồ chạy đó. Thì lúc này mình đã cài cho cái đồng hồ này là 12:10. Các bạn có thể thấy trên này. Đó, 12:10. Rồi, thì chức năng thứ hai của cái nút lúc nãy mà mình nhấn phút này, cài đặt phút đấy, thì bây giờ nó sẽ chức năng là xem giây. Thì bây giờ đồng hồ này đang hiển thị đây là giờ và đây là phút. Khi mình nhấn cái nút này thì ở đây sẽ là phút và đây sẽ là giây. Mình nhấn thử nha. Bây giờ là 10 phút và 14 giây. Rồi, thì các bạn để ý có thấy ở đây chứ, ở đây nó báo ngày này, ngày 17 tháng 9 năm 2016. Thì cái này có phải là nó sai so với cái ngày trên cái hệ thống máy tính của mình không? Đó. Thì ở đây chúng ta chỉ có sử dụng cái dữ liệu là thời gian thôi, tức là giờ, phút và giây. Chúng ta chỉ sử dụng đấy. Và ngày thì ngày tháng năm thì chúng ta không sử dụng. Cho nên việc nó đúng sai thì cũng không quan trọng lắm. Trừ khi nào mà chúng ta sử dụng cả các cái thông tin, các giá trị về thời gian và ngày tháng năm luôn. Thì lúc đấy chúng ta sẽ quan tâm. Chúng ta sẽ viết code để điều chỉnh cái này cho nó chạy đúng với cái hệ thống, với thời gian thực hiện tại. Rồi thì tiếp theo.
Mình sẽ giới thiệu cái mặt thực tế mà chúng ta sẽ làm. Thì đây là cái mặt thực tế này. Nguồn thì chúng ta sẽ cấp vào đây, nguồn 5V và DC. Đây là cái con xử lý chính rồi, 16F887. Và đây, đây là cái con RTC này, khối RTC. Nguyên một khối này. Con DS1302. Rồi đây là nguồn nuôi riêng cho cái con DS1302 này. Tức là khi mà nguồn ở đây này không có cấp, nó gặp sự cố gì bị mất nguồn đây này, thì nguồn ở đây sẽ nuôi cho cái con này. Và các cái nút nhấn để chúng ta thao tác với cái đồng hồ này thôi. Đây là mặt sau của mặt. Thì đấy là cái con mặt đồng hồ sử dụng cái khối RTC là con DS1302. Thì như mình có nói là cái con đấy bây giờ nó để mua được nó thì cũng khá là khó khăn. Cho nên bây giờ thì mình có chuyển qua sử dụng cái con DS1307. Thì đây là cái mặt sử dụng DS1307 này các bạn. Cái con RTC này. DS1307 này. Thì về phần cứng á, giữa DS1302 và 1307 như mình cũng đã đề cập là nó cũng không khác nhau nhiều lắm. Và về code cũng vậy thôi. Tuy nhiên thì con này nó dễ tìm kiếm, dễ dàng mua hơn. Người ta bán nhiều hơn thì mình đỡ mất công phải đi tìm kiếm cái chỗ bán của nó. Thì ở đây nó có khác một chút so với cái mặt lúc nãy, tức là nó có thêm cái còi này nữa. Thì mặt này nó sẽ có thêm cái chức năng là báo thức, tức là bạn cài cái giờ nào đấy, ví dụ 6:30 thì đến 6:30 thì nó kêu thôi, kêu khoảng 4-5 giây gì đó. Thì cái này là do mình viết code thôi. Đấy, thì về cơ bản thì bên mình sẽ hiện tại đang có hai cái mặt này, nó cũng giống nhau, nó chỉ khác nhau về con RTC này thôi. Đây là mặt sau của nó này. Dạ, thì nếu bạn nào có nhu cầu để đặt cái mặt này này, thì các bạn có thể liên hệ với mình qua email ở trên màn hình nhé. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.